ngày xưa chiếc xe xích lô này cũng rất là có nhiều kỷ niệm với những cô chú anh chị Sài Gòn xưa. Chợ Bình Tây cũ ngày xưa ở ngoài chợ Tạm đang tháo dỡ rồi nè. Và cái video thì chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo nha. Xin chào các anh chị và các bạn, chúc các anh chị bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta ra cho hỏi chúng ta lô 14 đi đường nào anh nhỉ? Dạ không rành. Quốc lộ 14 anh. Lộ 14 đó. Thương lộ 14 hả? Lữ Văn Bích. Không, cô này em cũng không rành cô này rồi. Nghe đường lạ quá. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Hậu Giang. Hướng thẳng camera chúng ta sẽ đi về chợ lớn quận nhất. Chợ lớn vào quận nhất. Nãy có cái anh đó anh hỏi đường em quốc lộ 14 mà em không có rành khu này, cho nên thành thử cáo lỗi là em không biết, rất tiếc vì điều này. Trên cái đường Hậu Giang này thì có cái cầu Hậu Giang. Cầu Hậu Giang ngày nay xây lại rất là đẹp, rất là mới. Chúng ta thấy cái chú chạy xích lô nè. Ngày xưa chiếc xe xích lô này cũng rất là có nhiều kỷ niệm với những cô chú anh chị Sài Gòn xưa. Những hình ảnh không thể thiếu ở những thập niên 70, 60, thập niên 80 vẫn còn. Ký ức về một cái thời xe này cũng rất là sang, ngày xưa rất là sang để chở khách, còn bây giờ chỉ để chở hàng hóa thôi. Ở khu chợ lớn này thì chở hàng hóa thôi, một chiếc xe nuôi cả gia đình, một cái là chén cơm của gia đình luôn. Đạp xe này rất là cực, nặng. Nên bây giờ đa số giới trẻ họ nghĩ ngồi lên để chú chở thì vất vả cho chú. Mà theo chú thì nghĩ ngược lại, con không lên ngồi thì các anh chị các bạn không lên ngồi thì chú sẽ vất vả hơn. Rồi đèn đỏ rồi chú vẫn chạy luôn. Cho hỏi đường ra đường trên đảo. Trên đảo anh. Trên đảo. Dạ chạy tới vòng xoay đó anh quẹo trái. Phía trước có vòng xoay á. Dạ. Nó nằm phương 1 phần 5. Vậy anh đi thẳng đừng có quẹo vòng xoay. Thẳng qua bên đường Hải Thượng Lãng Ông luôn, rồi tới chiều Quang Phục anh quẹo trái. Đây em. Dạ đi theo em cũng được. Dạ. Lần này thì em biết rồi, đường Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5. Ngay đó cầu chữ Y đúng không anh? Anh đến đâu? Hả? Chích ngừa hả? Ngay cầu Nguyễn Biểu. Ngay Nguyễn Biểu với Trần Đạo á. Dạ, ngay chỗ Nguyễn Biểu, ngay góc Nguyễn Biểu á. Dạ, đi em cứ về đó nữa nè. Dạ đúng rồi. Có lẽ cái video này chúng ta sẽ chạy xe hơi nhanh tí đó. Chợ Bình Tây cũ ngày xưa ở ngoài chợ Tạm đang tháo dỡ rồi nè, tại vì chợ mới cũng xây xong rồi, sửa xong rồi. Chợ cũ sửa xong rồi nên cái chợ Tạm thì sẽ tháo dỡ. Chắc có lẽ cái anh lúc nãy, anh chị lúc nãy bị chó cắn hay là mèo vào gì đó mới đi chích ngừa. À,
đây gửi anh chị các bạn những hình ảnh về đường Hậu Giang qua đường ấp 10. Cái cầu Hậu Giang thì ở quận 6, còn khu này thuộc quận 5. Khu này đang thay đổi, và bữa cái đường này sẽ mới nè, sẽ làm lại do cái chợ tạm đã di dời. Anh bị chó cắn hay sao rồi chích ngừa? Chó cắn. À. Đem ra cái chỗ khu lâm á mà nó la hết xuống cho đi. Dạ. Rồi chó cắn nguy hiểm à? Rồi đi chích cho chắc. Ở chó nhà hay chó người ta? Chó. Ồ. Chắc chó ngoài đường hả? Chó dại hay sao? Không, đặt chó đi đá rồi. À vậy không sao. À, vậy không sao. Chích cho chắc. Ủa vậy người ta có à, vậy người ta có đưa tiền mình không? Tại đó cũng mấy triệu á. Hồi xưa là chích tới 5-6 mũi lận. Hồi xưa là chích tới 5-6 lần lận. Nhưng mà bây giờ không biết chích mấy lần nữa. Hình như chích cũng 1-2 triệu á. À, chúng ta ở đây là đường Hải Thượng Lãng Ông. À, cáo lỗi với các anh chị bạn bạn. À, chúng ta sẽ chạy nhanh một tí nha. À, tự vì cái anh đó anh không có biết đường. Rồi mình chạy nhanh thì ở chơi chậm thì mất thời gian của họ. Và ngược lại ảnh hưởng tới cái video này, nhưng mà không có sao, được giúp người gì đó, người nào đó thì nó là một niềm vui mà. Nhưng mà các anh chị cũng bất tiện cởi ngựa xem hoa đó, để mình cập nhật cái video này, mang tính cập nhật hình ảnh cái đường ấp 10 Hậu Giang. À, đây là dòng xe Phan Đình Phùng. Chạy thẳng luôn nha. Dạ. À, nó bị chó cắn. À, chó nuôi ở nhà thì cũng đỡ không sao. À, rồi chó dại rất là nguy hiểm. Chúng ta thấy có chợ vật tư nè. Rồi chúng ta sẽ quẹo qua cái con đường thuốc. Con đường thuốc Triệu Quang Phục. Lương Nhữ Học. Rồi khu này là khu của thuốc Nam, thuốc Bắc. Thuốc Đông Y, là khu vực này là Đông Y. Các anh chị đó đi tới đâu rồi? Tại trận đạo này nó khúc kia nó 2 chiều, khúc này 1 chiều à, nên mình phải vòng qua đường Nguyễn Trãi. Đồng kiến trúc thời xưa, và nơi đây có một cái ngôi chùa, đó là chùa Bà Thiên Hậu, chùa Bà hay gọi là chùa Bà đó, một trong những ngôi chùa lâu đời ở Sài Gòn. Trong đó có ngôi chùa, không phải chùa mà trong đó có cái đình, đình Ông Bổn, đình Nhị Bổn,
ở đường Khổng Tử ngày xưa là bây giờ là Hải Thượng Lãn Ông á. Đây chúng ta đến đây là chợ chợ Bình Tây. Đó. Chợ Bình Tây buổi chiều có nhiều món ăn lắm, như là cà ri vịt rất là nổi tiếng ở khu chợ này. Rồi chúng ta đi tiếp một đoạn nữa rồi mình sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo nha. Video này chúng ta cập nhật số hình ảnh Sài Gòn thôi, chứ do mình chạy nhanh quá nên các anh chị có thể nhìn không rõ. Để hôm nào em sẽ thực hiện cái video đình nông bổn gửi các anh chị và các bạn để ta cùng nhớ lại hình ảnh của Sài Gòn xưa. Cái đình đó có tuổi đời gần 300 năm ở Sài Gòn, một cái công trình đi vào lịch sử, được nhà nước cấp là cấp công trình đó là di tích văn hóa cấp quốc gia luôn. Ngày xưa thì cộng đồng người Hoa dựng lên cái đình đó để làm một cái điểm để hội họp của những cộng đồng người Hoa ở chợ lớn này. Họ hội họp nhau, hội họp lại để tương trợ cho nhau. Không có đụng tới luôn. Kế bên cái chùa đó có cái trường, đó là trường Trần Mỗi Cơ. Trường Hoa cũng rất là lâu năm ở Sài Gòn luôn. Tới cái ngã ba đó mình quẹo phải. À, tới đây nè, em đi luôn. Ta sẽ quẹo phải đường An Bình. Và cái video thì chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo nha. Chúc các anh chị bạn ngày mới luôn vui vẻ. Chúc các anh chị bạn thật nhiều sức khỏe. Để tiện việc theo dõi và xem lại video thì các anh chị bạn có thể nhấn cái nút đỏ subscribe hoặc là hình cái chuông để khi mà em có video mới sẽ báo lên thiết bị của anh chị. Lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ nhiều hơn về Sài Gòn nha. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Dạ gần tới rồi đó chị.